Ngày nào cũng phải đeo kính, mà lúc mà con đang chơi cùng các bạn này nó hay bị rơi ạ. Có một phương pháp nào đó để giảm thiểu các cháu được đỡ phải đeo kính và vẫn đảm bảo được thị lực của các cháu, thì quả thật là đấy là một cái điều rất là mong muốn của các phụ huynh, và bản thân các cháu cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trong công tác học tập cũng như là vui chơi. Mong muốn tìm kiếm một giải pháp điều trị cận thị, loạn thị mà không cần phẫu thuật, không phải uống thuốc là lý do ngày hôm nay hai bố con bé Gia Khánh đến Bệnh viện Đa khoa Phương Đông để tìm hiểu về phương pháp Oxocay. Oxocay là một loại kính áp tròng đặc biệt dùng để đeo vào ban đêm. Phương pháp đã được Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ chứng nhận và kiểm chứng hiệu quả trên hàng triệu khách hàng ở hơn 65 quốc gia trên thế giới. Tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông thì với cái sự trang bị các cái trang thiết bị rất là đồng bộ và hiện đại, thì các bác sĩ sẽ thăm khám và đọc phân tích cái bản đồ giác mạc để đưa ra các cái thông số độ cận thị và loạn thị chính xác trên mắt của từng bệnh nhân. Sau khi có các thông số cần thiết, kính Oxocay sẽ được đặt sản xuất tại Hoa Kỳ theo cấu trúc mắt của mỗi người với sự kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật, phương pháp đặc biệt an toàn với trẻ nhỏ. Kính Oxocay thì sẽ tác động lên trung tâm của giác mạc và giúp định hình giác mạc tạm thời, điều đó có thể khử hết cái độ cận thị và loạn thị của giác mạc và giúp trẻ có cải thiện cái thị lực rất là rõ, và từ đó thì giúp trẻ có thể thoải mái vui chơi cũng như là học tập cả ngày hôm sau mà không cần sử dụng kính gọng. Dễ dàng thao tác, mang tới cảm giác thoải mái trong suốt quá trình đeo kính, cải thiện thị lực tới 10 trên 10 chỉ sau giấc ngủ đêm. Cùng với chi phí hợp lý, Oxocay giải pháp hoàn hảo cho trẻ đôi mắt sáng. Gọi tổng đài 1900 1806 để nhận ngay ưu đãi.